Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Bản thân người thứ ba này thì tôi cũng tóm lược sơ sơ như thế này. Cô ấy là một người phụ nữ có lẽ là khá thành công trên bước đường đời với thu nhập là 30 triệu một tháng. Do đó trong cái cách nói chuyện thì tôi thấy rằng cô rất là tự tin và cô cũng là một người phụ nữ được giáo dục trong một gia đình khá là chỉnh chu. Nhưng mà cô lại bị một cái sự tổn thương do cái việc người mẹ của cô quá kỳ vọng vào nơi bản thân cô. Và người mẹ đó cũng là một người mẹ quá là cầu toàn. Thế nên là cô bị áp lực từ người mẹ đó. Và hai mẹ con không thể nói chuyện được với nhau. Và trong cái lúc nói chuyện với tôi mấy tiếng đồng hồ thì cô đã khóc rất là nhiều. Cô cảm thấy là cô bị ức chế khi mà có một người mẹ như vậy. Và cô nói rằng cái người mà em ghét nhất, cái người mà em cảm thấy là em mong cho cái người đàn bà đó thoát khỏi cuộc đời em á, chính là mẹ em. Nghe những cái câu nói của cô rất là cay cú, hận thù. Thật ra là người mẹ đó cũng không đánh đập gì cô hết, nhưng mà người mẹ đó áp lực tinh thần, bắt cô phải làm như thế này, làm như thế nọ, làm như thế kia. Cô không được sống như những gì cô muốn. Mặc dù ngày nay cô thành công thì cô vẫn cảm thấy là cảm ơn cái sự dạy dỗ của mẹ như vậy, nhưng mà trong lòng cô thì không bao giờ nguôi bởi vì những cái sự tổn thương khi mà cô còn nhỏ. Và cô đề cao những người bạn của cô, những người bạn rất là tốt với cô, và cô trở thành một người thứ ba cho hai anh em. Các bạn thấy cái sự trầm trọng của vấn đề nó ở chỗ nào không? Làm người thứ ba cho người anh, người anh đã có gia đình, sau đó rồi người em cũng lại quen cô này, và cô này cùng một lúc làm tình nhân cho hai anh em. Đây là một cái ca mà tôi thấy khá là nặng về tâm lý. Bởi vì thứ nhất á, người phụ nữ này khi gặp tôi là cô đang ở trong một cái tình trạng rối loạn. Và cũng có thể cô là cái người đa nhân cách. Khi mà cô sống trong cái vấn đề là không bao giờ thừa nhận cái sai á, thì cái khả năng bảo vệ bản thân của cô rất cao. Khi mà làm những điều như thế này á, thì con người sẽ không nhận biết mình đang sai ở chỗ nào. Và bởi vì mình biến cái sai thành cái đúng và không cho cái sai là cái sai, nên giữa cái sai và cái đúng nó không có một ranh giới nào nhất định. Nó có thể đi ngang và bắt chéo như này. Sai cũng được mà trái cũng được, đúng cũng được mà phải cũng không sao. Thì chính vì cô ở trong một cái trạng thái như vậy nên là cô trơ với mọi cảm xúc. Cô tìm đến với tôi và đặt cho tôi một cái câu hỏi như sau. Thứ nhất á, là giữa người anh và người em, ai là cái người yêu cô ta thật lòng? Cô ấy là người có học nha, có trình độ nha. Một tháng 30 triệu là trình độ cao đó, chứ không phải là dạng thấp hoặc là sàng sàng đâu. Nhưng mà cô có những cái khuyết điểm mà trong quá trình tôi nói chuyện đã giúp cho cô nhìn nhận ra một cái vấn đề như sau. Về phần cô thì cũng cảm thấy mình là người có tài, là người có năng lực. Đặc biệt là trong cái mùa Covid, cô ấy có thể đi lại nhờ cái mối quan hệ của hai anh em đó rất là nhiều. Thế nên là tôi cũng chia sẻ cùng với các bạn như sau. Khi các bạn tự tin về bản thân mình là đúng, nhưng mà khi các bạn tự mãn về chính mình thì lúc đó lại là cái lúc mà các bạn phá đi phước đức của bản thân. Vì sao nói đến điều này? Có lẽ các bạn sẽ không tin ha. Thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn, khi mà bản thân mình làm được tiền từ 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu mà bạn chưa có thể mua được nhà, bạn chưa có thể mua được chung cư, bạn chưa có một cái tài sản nào gọi là cầm trên tay mà có cái giấy chứng nhận, thì bạn chưa được gọi là người giỏi bạn nhé. Thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là tôi cũng muốn giúp cho bạn bớt cái tính gọi là kiêu căng ngạo mạn một chút xíu. Tôi nói điều này không phải là chỉ trích bạn, mà tôi đang nói những cái điều rất là thật và rất là tốt cho bạn. Bởi vì một người tài giỏi là người có cái số lượng tài sản rất là lớn. Thậm chí người ta có thể nói là người ta có tài sản ròng nữa kìa. Và có những người không bao giờ cho bạn biết rằng họ có bao nhiêu tiền. Nhìn họ rất là nghèo, nhìn họ rất là bần, nhưng mà họ là những người giàu có và có tiền thật sự. Nhưng mà cái giàu đó họ không để cho ai thấy.
Đây là một số những cái nguyên tắc mà có những người người ta sẽ giữ được bí mật đó, còn có những người thì vì áp lực của đồng tiền hoặc là vì thái độ sống của bạn không đủ mạnh để chấn áp đi cái điều bạn mong muốn nó lộ ra ngoài. Chính vì thế mà bạn rất là dễ để cho người khác biết là bạn có cái gì và có bao nhiêu. Đấy là những điều tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Đương nhiên có những người người ta rất là giỏi, người ta rất là giàu và tài sản của người ta được công bố. Nhưng mà có những người người ta cũng không có công bố tài sản của họ một cách công khai, nhưng không có nghĩa là họ là người không có tiền bạn nhé. Các bạn muốn nhìn và hiểu biết về điều này thì tôi chia sẻ với các bạn là các bạn đến những cái nơi mà những người giàu thường hay đến á, bạn sẽ thấy ở nơi những con người đó một điều rất kỳ lạ, đó chính là thần tướng của họ. Có nghĩa là từ con người đó nó toát ra một cái gì đó rất là mơ màng và khó hiểu, nhưng đó là một gọi là cái thần thái của người có tiền. Người đó có thể không đẹp nhưng mà cái cách người ta xuất hiện trước mặt bạn làm cho bạn nhận thấy rằng người này không phải là người nghèo. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Không phải là bởi vì bạn đeo vàng hoặc là đeo trang sức hoặc đeo kim cương hoặc xách túi hàng hiệu người ta mới biết bạn giàu. Mà có những người không hề mang bất cứ một trang sức nào, bạn vẫn nhìn thấy rằng họ là người có rất là nhiều tiền. Thế nên á, là thần thái và thần tướng của mỗi con người nó sẽ lộ ra cái điều mà người ta che giấu bên trong. Đó, cái đó là một cái cách nhìn người nha. Rất là nhiều người nhìn sai người bởi vì thấy cô đó đeo kim cương, thấy cô đó đeo vàng ngọc. Nhưng các bạn biết không, có những người người ta không đeo kim cương bởi vì sao? Người ta chán đeo kim cương rồi. Các bạn hiểu không? Tâm lý của bạn chưa bao giờ có kim cương đeo, bạn sẽ khác hẳn với một người không thèm đeo kim cương và chán thèm đeo kim cương. Tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này, thực tế ngoài đời này. Đó chính là con của chủ tiệm vàng Kim Châu ở dưới Lái Thiêu, Bình Dương. Tại vì tôi biết cô đó mà. Cô đi ra ngoài đường, cô không có khi nào đeo vàng. Mặc dù cô là con gái của tiệm vàng, nhưng mà trên người cô hoàn toàn không hề có một phân vàng. Bạn hiểu ý tôi nói không? Bông tai cũng không có, dây chuyền cổ không có, nhẫn không có, đồng hồ không có, hoàn toàn không có gì. Nhưng mà khi mà bạn chỉ cần tiếp cận với người phụ nữ đó, bạn nhìn thấy người phụ nữ thôi, bạn đã khẳng định là người này là người rất là giàu mà không hiểu được. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Đó chính là những cái việc mà bạn có thể là về bề nổi thì bạn có thể nhìn nhầm người, đánh giá sai về một người có tiền hay không có tiền, bạn không hiểu rõ về họ. Đó chính là những vấn đề tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Còn cái vấn đề thứ hai á, bạn hỏi tôi rằng người anh và người em thì ai là người yêu bạn? Tôi trả lời cho bạn biết rằng không có ai yêu bạn hết, và chính bạn cũng là người không biết yêu bản thân mình, đưa mình vào một cái mối quan hệ rất là đau não như thế này. Đây là một cái sự tổn thương rất là sâu mà tôi nghĩ rằng cái việc mà tôi chia sẻ riêng với bạn á, không nên đưa lên một cái video như thế này, nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho bạn thấy rằng mình làm những cái điều như vậy là mình đánh mất cái giá trị của bản thân. Bạn đang sống một cuộc đời rất sai, bạn đang chạy theo cái gì đó mà nó khiến cho bạn trở nên như thế này. Có thể nói rằng trong quá trình mà tôi nói chuyện với bạn rất là lâu và nhiều thời gian như thế thì chúng ta đã bàn luận với nhau về vấn đề này rồi, thì tôi trả lời một cái cách ngắn gọn cho bạn hiểu rằng không có người đàn ông nào yêu bạn hết. Vì nếu người ta gọi đúng là tình yêu thì người ta sẽ sống cho bạn, chứ người ta không sống cho người ta. Khi bạn còn tìm thấy một cái sự ích kỷ trong cái mối quan hệ đó thì cái mối quan hệ đó được gọi là mối quan hệ toan tính, và mối quan hệ đó không đem đến cho bạn được cái tình yêu và giá trị thực sự của tình yêu. Bạn chưa biết tình yêu là gì, vì khi mà bạn biết yêu một người, bạn không thể yêu hai người được. Và bạn cũng chẳng thể yêu chồng của kẻ khác mà lại là hai em. Thế nên là tôi mới nghĩ rằng bạn có thể là vì tuổi thơ tổn thương, vì tuổi đời, có nghĩa là có một chút gì đó ngông cuồng, nóng vội, và cái tôi bị đẩy lên cao á. Thế nên là bạn muốn hiếu thắng, muốn có tâm lý trả thù, thì trong con người của bạn tôi nhìn thấy rất là nhiều nhân cách trong đó. Tôi nghĩ rằng bạn cũng cần có một cái thời gian để tĩnh lặng, ít ra là bạn chọn cái phương pháp ngồi thiền đó. Nó làm cho bạn sống từ từ và chậm lại, để bạn cảm nhận rằng bạn đang sống vì cái gì,
Bạn phải đặt cho mình cái câu hỏi là bạn sống vì ai, do cái gì mà mình sống như thế. Mình phải có một cái mắt nhìn nó từ tốn về chính cuộc đời của bạn nữa kìa. Chúng ta không thể sống gấp vậy. Vì bạn sống như thế là đang phá hủy chính bạn, không có lợi gì cho mình. Yêu người đàn ông như thế thì người ta có cưới mình không? Rồi mình làm như vậy để làm cái gì? Mình làm như vậy để mà mình tổn thương cho mình, hay mình được cái gì? Mình thỏa mãn dục vọng hay là mình vì tiền? Đó, tất cả đều là không ấy. Vậy thì bạn làm cái điều đó để làm cái gì? Khi mà mình làm một điều gì đó mà mình không biết mình làm để làm gì, thì có phải là lúc đó cái linh hồn của mình dường như là mình không quản lý được nó rồi, đúng không? Đây là một cái vấn đề tôi thấy khá nghiêm trọng cho bạn. Thế nên là bạn cần có một cái thời gian tịnh dưỡng để tu dưỡng lại con người mình, đưa bạn về cái trạng thái trong lành và thuần khiết nhất. Đó là cái điều rất là cần cho bạn. Một câu hỏi nữa bạn dành cho tôi, đó chính là bạn rất là xem trọng những mối quan hệ bạn bè và ghét người mẹ của bạn. Tôi nghĩ rằng bạn chưa từng là một người phụ nữ sinh con và mang nặng đẻ đau, nên nói điều này một cách hết sức là không có thấu suốt. Bởi vì bản thân tôi là một người mẹ, tôi cũng là một người con, tôi cũng có những cái mâu thuẫn và là một người con nghịch ý với mẹ. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng tất cả những người khác sẽ không ai có khả năng hy sinh vô điều kiện bằng người thân máu mủ ruột rà. Tôi nói một cái câu như thế này cho các bạn hiểu này. Tôi đặt ra cho bạn một cái tình huống. Nếu mà trong quá trình sống của bạn á, bạn gặp phải một cái tình huống mà bạn cần một số tiền đến mức 2 tỷ bởi vì bạn bị người ta lường gạt. Và nếu không có số tiền đó, bạn sẽ mất đi một cái khoản tiền rất lớn. Bây giờ tôi nói rõ cụ thể hơn. Ví dụ như bạn đặt mua một cái tòa biệt thự với giá 4 tỷ, bạn đã đóng được 2 tỷ rồi. Còn 2 tỷ rưỡi nữa, 4 tỷ rưỡi ha. Còn 2 tỷ rưỡi nữa thì cái bên mà người ta gọi là thế chấp, gọi là bên ngân hàng á, người ta nói rằng có thể cầm được cái mảnh đất đó để vay được 2 tỷ rưỡi. Tức là bạn có khả năng vay 70% khi mà bạn đóng vào 30%. Thế nhưng á, vì một lý do nào đó có thật nha, mà bạn không thể đóng được 2 tỷ rưỡi, tức là bên bên mà ngân hàng á, nó không giúp bạn vay được 2 tỷ rưỡi. Vậy thì ai sẽ là cái người có thể cầm nhà đi mượn người thân hoặc là làm cách nào đó để có 2 tỷ rưỡi cho bạn mượn? Trong trường huống này, với một số tiền lớn như thế, tôi nghĩ là chỉ có cha mẹ của bạn mới là người đem đến cho bạn số tiền lớn như vậy mà thôi. Và những người nào cho bạn mượn tiền trong giai đoạn này đều là ân nhân, đều là quý nhân trong cuộc đời của bạn hết. Đây không phải là sai lầm của ai hết, nhưng mà nó là những cái hoàn cảnh hết sức là bất đắc dĩ. Trong cái trường hợp đó, người ta không thể đứng ra vay được. Ví dụ như trong trường hợp bạn sẽ thắc mắc, ủa sao không vay được, đúng không? Người đó không phải là không có quyền vay được, mà ví dụ như người ta đang ở nước ngoài đi, thì người ta không thể bay về trong cái đợt Covid thì làm sao? Các bạn hiểu ý tôi nói không? Có những cái tình huống bất khả kháng xảy ra. Vậy thì trong lúc nguy cấp nhất, trong lúc bạn cần tiền nhất, trong lúc bạn hụt hẫng nhất, vì nếu không đóng tiền đúng theo cái quy định thì công ty đó mặc định mã hóa cái ngôi nhà bạn mua theo một cái giá rẻ và tự bán. Nếu bạn mà không làm đúng hợp đồng thì bạn mất cái điều đó. Và rất nhiều người đã mất như thế. Thực tế là công ty không có lừa. Đó. Nhưng mà vì bạn là cái người đang ở trong cái chu trình cần phải trả những cái khoản tiền theo từng tháng như thế, thì bạn thấy đó, trong lúc như vậy chỉ có cha mẹ của bạn mới là cái người đứng ra vay mượn, thậm chí họ thế chấp tài sản và nhà cửa của họ để đưa cho bạn tiền. Nếu mà ở trong cái tình huống đó thì cha mẹ chính là Phật. Cha mẹ chính là cái người mà đem đến cho bạn cái lợi ích. Bạn cũng có những người anh em, nhưng mà những người anh em đó có ai giúp được bạn không? Rồi có những người gọi là anh em kết nghĩa này, nhận là anh em nuôi này, những người đó có giúp bạn không?
những người bạn thân của bạn, gọi là sống chết từ trước đến giờ bạn tôn thờ những người bạn đó, thì những người bạn đó có giúp bạn không? Những người hợp với bạn, những người yêu bạn, những người đó có giúp bạn không? Thì đây, qua chuyện này tôi mới nói cho bạn biết một điều nè. Bạn phải có một cái góc nhìn thực tế là chỉ có người thân, ruột rà, máu mủ với mình, người ta mới có khả năng hy sinh cao hơn những người khác. Và những người gọi là người dưng nước lã, không có một chút quan hệ, không có một tí nào mà gọi là lợi ích từ mình á, mà họ có thể cho vay, cho mượn á, thì bạn thực sự phải xem họ là những người mà mình cần phải mang ơn họ. Trong giai đoạn mình khó khăn mà người ta có thể là tự nguyện cho bạn mượn tiền, không ai dư tiền hết. Và ai cũng biết rằng đồng tiền gắn liền khúc ruột, nhưng mà người ta giúp mình trong cái cơn hoạn nạn như vậy, cho dù bạn là người như thế nào, bạn đánh bài, thậm chí bạn giết người, bạn vào tù, bạn cần chạy án đi nữa, thì cái người đứng ra giúp cho bạn một số tiền trong giai đoạn này cực kỳ là hiếm. Vì ai cũng thấy rằng muốn bỏ bạn, muốn tránh xa bạn, nhưng mà có những người họ không hề ngu, nhưng mà họ biết là bạn đang rất là khó khăn, và số tiền đó với bạn là một tài sản rất lớn, nhưng với họ không có làm cho họ chết được, nhưng họ muốn giúp bạn. Thì bạn cần phải suy nghĩ chín chắn hơn về cái điều tôi nói. Những người giúp bạn trong lúc khó khăn nguy kịch nhất thì đó chính là gia đình của bạn. Và những người gọi là thân hay không thân mà giang tay giúp đỡ bạn trong lúc mà bạn không thể nào nhờ được ai, không cầu cứu được ai, thì đó chính là những người mà bạn nên mang ơn họ. Bạn không nên ca ngợi người khác khi mà bạn chưa có một cái sự thử thách, hoặc là cái thời gian mình không phải cố tạo ra sự thử thách, mà là trong cuộc sống hiển nhiên nó sẽ có những cái giai đoạn để bạn nhìn thấy người đó như thế nào. Thì mình phải biết là cái người đó là người tốt thật sự hay là người ta chỉ là tốt trên đầu môi thôi. Vì những cái lời nói dối, những cái lời ngọt ngào đưa đến cho bạn những cái lời mời chào có lợi ích mà đem đến cho bạn một cú ngã thật đau, thì đó không phải là lời nói tốt đẹp. Và có những người, người ta rất là lạ ở chỗ là thấy cái ngu của bạn mà người ta cứ khen. Đó, cái kẻ đó mới là cái kẻ giết chết bạn, chứ không phải là cái người mà làm cho bạn đắng lòng để bạn tốt hơn rồi bạn lại quay ra ghét họ. Thì có phải là thuốc đắng thì giả tật mà bạn thì lại ghét thầy thuốc không? Vô lý không? Nên chúng ta không nên ghét thầy thuốc. Thầy thuốc là những người giúp cho chúng ta thoát được bệnh và làm cho chúng ta khỏe mạnh. Nhưng mà có rất nhiều người ghét thầy thuốc, không có ưa thầy thuốc, và thậm chí là hận thầy thuốc luôn. Các bạn thấy dở không? Đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng với bạn đây. Và bạn nói với tôi rằng bạn cô đơn, bạn cảm thấy cô quạnh, bạn cảm thấy cô độc, bạn không có một người thân. Bạn có biết rằng là tôi cũng giống như bạn không? Tôi cũng không hề có một người bạn thân. Những người ở bên cạnh tôi là người thân của tôi, là cha mẹ, anh em, bà con, ruột rà của tôi thôi. Và những mối quan hệ tương sinh, tôi không có người bạn, tôi không có bạn thân. Thế nên là rất là nhiều người muốn đăng ký kết bạn với tôi, tôi nói tôi không có nhu cầu kết bạn. Bởi vì nếu mình có việc gì cần giải quyết, nói chung là ở cái mối quan hệ tương sinh thì hãy tìm nhau. Còn là bạn thân, tôi không có nhu cầu tìm người bạn thân. Bởi vì từ trước giờ tôi không cần bạn thân và tôi cũng không có bạn thân. Thế nên là tôi không có hiểu là bạn thân để làm cái gì. Thế nên là tôi muốn chia sẻ với bạn ba cái điều có giá trị khi mà bạn thực sự ở những cái giai đoạn cô độc. Thứ nhất là bạn sẽ có một cái nội tâm gọi là bản năng sinh tồn đó. Nó dạy cho bạn trở nên mạnh mẽ và bạn có ý thức độc lập rất là cao về những cái hành vi, thái độ, lời nói của chính bạn. Bạn không có cái thói quen ỷ lại hay nhờ vả vào bất cứ ai, cũng như là bạn có khả năng quản lý rất là tốt về những cái rủi ro xung quanh mình. Bạn tự sống, tự bảo vệ, tự nghĩ ra, rồi bạn cũng chính là người thầy dạy cho bạn những cái cách làm, hoặc là những cái cách mà để đối phó, hoặc là làm sao để sống, làm sao để có tiền, làm sao để được hạnh phúc hơn. Đây chính là cái điều đầu tiên tôi muốn truyền đạt đến với bạn. Điều thứ hai, khi mà bạn cảm thấy cô đơn, cô độc, thì bạn cứ cho rằng những cái điều đó là những cái điều không tốt. Nhưng mà bạn phải nghĩ ngược lại, bạn phải có cái tư duy ngược. Bạn biết cái dạng tư duy ngược không? Đó là gì? Khi mà bạn không có những cái người bạn đó, bạn tránh được một cái loại nghiệp, đó chính là khẩu nghiệp. Vì khi mà bạn có bạn á,
thì bạn sẽ ăn uống nhiều hơn nè, bạn sát sanh nhiều hơn nè, rồi bạn nói rất là nhiều điều gọi là phá đi phước đức của mình. Vui á, thì tự mãn, vui á, thì nói nhiều về thành công của mình, rồi khiến cho bản thân của mình nó đố kỵ, nó tự ái, nó tự ti trước bạn, làm phá hủy đi mối quan hệ bạn bè. Có phải là mình phá đi phước của mình không? Còn khi mà mình buồn á, thì mình lại nói những lời tiêu cực, những cái lời nói oán trách, những cái lời giận hờn khiến cho bạn phá phước. Cái lý do thứ ba mà tôi muốn chia sẻ trong cái video lần này nói đến cái vấn đề liên quan đến giá trị có được từ sự cô đơn, sự đơn độc, hoặc là khi mà bạn chỉ sống một mình thôi á, thì bạn có nhiều thời gian cho chính bản thân bạn hơn. Có rất là nhiều người luôn luôn theo dõi người khác, luôn luôn ngưỡng mộ người khác và luôn luôn chú ý đến cuộc sống của người khác, không hề tập trung cho chính mình. Thế nên là luôn luôn đi ca ngợi người ta, nhưng mà nhìn lại mình thì mình chẳng học được một cái gì, mình chẳng có bằng cấp gì, mình không có một cái thành công nào đó rõ ràng ghi dấu trong cuộc đời, hành trình làm người của chính bản thân người đó. Vì bạn cứ lo để ý người khác, vì bạn cứ mải mê nhìn người khác, ngưỡng mộ người khác, hoặc thậm chí bạn rình người ta, bạn đố kỵ với người ta đi, thì người đó vẫn trở nên giỏi mà bạn vẫn ở trạng thái giống như ngày này năm đó. Còn họ đến bây giờ họ đã đạt được một số thành công rất lớn trong cái sự nghiệp của họ, hoặc là tài sản của họ đã tăng lên rất nhiều. Đây chính là ba giá trị trọng tâm trong cái việc mà bạn cô đơn không có một người bạn nào. Bạn phải có một cái tư duy như thế thì bạn mới có thể sống độc lập và bạn luôn luôn bình yên trong những hành trình đơn độc. Tôi thấy rằng những người sống một mình họ có khả năng rất đặc biệt vì họ có thể là một người tài. Có thể nói rằng nước trong thì không có cá, nhưng mà cũng là một cái trạng thái họ có cái nhận thức khác người khác nên họ không cùng tầng được với nhiều kiểu người, nhiều dạng người. Bạn hiểu ý tôi nói không? Có thể người ta là một người rất là khó để mà chọn lựa bạn, hoặc bản thân người đó là cái người có những cái bí mật không muốn cho người khác tiếp cận đến họ nên họ không muốn nói về bản thân mình cho nhiều người biết. Tất cả có thể biết họ nhưng chỉ ở cái giới hạn mức độ là biết họ thôi, và họ hoàn toàn bí ẩn về tất cả mọi thứ. Và những thứ họ giấu đi là những cái điều có thể là không có tốt nếu họ show diễn ra. Đây là những cái vấn đề mà tôi chia sẻ cùng với bạn. Tôi hy vọng rằng trong một khoảng thời gian rất là dài, 5 tiếng đồng hồ, gần đến 6 tiếng đồng hồ tôi nói chuyện với bạn, thì đó cũng là cái khoảng thời gian tôi đã chia sẻ cho bạn những cái cách để bạn có thể chữa lành cái sự tổn thương dành cho chính bạn. Và đồng thời bạn cũng sẽ tìm lại chính cái con người thuần khiết của bạn. Trong lúc mà chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta cũng đã có cái sự chia sẻ rất là nhiều về tuổi thơ, về cách nhìn nhận, thì tôi hy vọng rằng bạn cần phải có một cái trải nghiệm làm mẹ để có thể hiểu được tấm lòng của người mẹ dành cho bạn. Có thể sự khắt khe của người mẹ nó không phù hợp với mong muốn của bạn. Bạn vẫn biết ơn mẹ, nhưng mà song hành cùng với vấn đề đó là cái sự hận thù. Thì nếu bạn cần một cái quá trình lâu dài hơn thì tôi nghĩ là bạn cần có nhiều thời gian hơn với tôi để mà chữa lành. Khi mà các bạn hỏi về các khóa học thì tôi vẫn cho rằng á, khóa học là chung chung dành cho rất nhiều người. Và khi mà bạn đang cần gấp, bạn đang rất đau, bạn đang cảm thấy ức chế, bạn đang cảm thấy trầm cảm, thì cái việc mà được đồng hành cùng với ai đó vào bất cứ cái thời điểm nào bạn cần, và để nói chuyện với họ mà bạn có thể sáng hơn, rõ ràng hơn, nhận thức tốt hơn, bình tĩnh hơn, thì chỉ có cách bạn liên hệ trực tiếp để trở thành vị khách hàng đặc biệt, hoặc là chương trình của tôi cũng có cái việc là trở thành thân chủ đặc biệt. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể liên lạc và đặt lịch với tôi để tôi có thể ở bên cạnh bạn lúc mà bạn cần nhất bạn nhé. Rất cảm ơn bạn đã chọn tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.